những người mà chống đối, những người không ủng hộ anh, những người bài bác anh, thì anh có gì muốn nói với họ? Nếu mà họ ấy, 2000 năm gì trước mà Chúa Giêsu cũng bị ta ném đá, cũng bị ta đóng đinh, Phật cũng bị ta để gai, cái gì nó cũng vậy. Ở trong cõi con người của mình có những người ở cõi trời xuống, đầu óc nó không minh, người ta không có hồ đồ như vậy, người ta không thích, người ta để, người ta nghiên cứu, nhưng nhìn hành động, đừng nghe lời nói, đừng coi theo cái màu áo, mặc áo ông cha, mặc áo ông thầy, thì người thông minh. Còn người mà bốc chân như đầu hai lần người, hay là những người hồ đồ, thì cái đó, đó là lý do tại sao mỗi ngày phải thắp cho những người đó mau sáng cái tâm ra, để cái tâm họ tối thì họ mới chửi mình. Còn tâm họ sáng họ đâu có chửi mình đâu, thì mình phải thắp cho họ khôn lên, để mà hiểu mình đang làm cái gì, để mà cứu bản thân của họ. Nhưng mà cái xã hội Việt Nam 50 năm không có dạy khôn, dạy là dạy vô văn quá, nên cái đó mình không có trách được. Đó là cầu nguyện cho người ghét bỏ ta, đúng không anh? Cầu nguyện cho người ghét bỏ ta để hiểu ta và thương họ nhiều hơn, phải không các anh chị? Ngày nào cũng thắng mấy người đó. Thì không bao giờ nhận chữa chuyện đâu, chữa nhiều chừng nào thì cũng cắt nhiều chừng đó.